Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở bãi biển ở Wakayama, Nhật Bản. Thì hiện tại là bây giờ là 12 giờ 45. Đấy. Trai gái đầy đủ. Mình vừa tắm xong. Bây giờ uống cái nước.
mơ chưa chưa nắp nó đại bảo quay tên何するかなってことなんかやってんの歩いと多いから危ないね見て見て見て見て見て見て見て見て二人ちょうどいいおっぱい見てるなおっぱい